Ta xa mời cô chú anh chị và các bạn đến với dòng tâm sự thứ nhất. Chồng tôi muốn thoát nghèo bằng cách ngoại tình với người có tiền. Chồng tôi vừa xin được một công việc có thu nhập khá hơn so với công việc đang làm. Cả nhà mừng lắm vì cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn. Nhưng không thể ngờ những đồng tiền đó chồng tôi kiếm được bằng cách ngoại tình với người có tiền. Trên đây là những lời chia sẻ trong dòng tâm sự ngày hôm nay. Thì để biết dòng tâm sự này có nội dung chi tiết như thế nào, sau đây ta sẽ mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Tôi với chồng yêu nhau và cưới nhau từ thời đại học, khi cả hai đứa còn rất khó khăn, tài sản chung duy nhất chỉ là chiếc xe đạp. Bao nhiêu năm đi làm và hai con đều đã học hết cấp 1, nhưng chúng tôi vẫn còn nghèo, vẫn ở nhà thuê, nhưng gia đình luôn tràn ngập tiếng cười. Rồi chồng tôi xin được một công việc có thu nhập khá hơn nhiều so với công việc đang làm. Cả nhà mừng lắm vì cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn. Đầu năm, chồng tôi làm ở đây, mọi việc rất suôn sẻ. Dù không tiết kiệm được một khoản, nhưng cuộc sống dễ chịu hơn rất nhiều. Các con vui lắm khi lần đầu tiên được đi du lịch bằng xe máy cùng với bố mẹ. Nhưng rồi chồng tôi thường xuyên đi công tác và về rất muộn. Tôi chỉ nghĩ là chồng vất vả kiếm tiền nên càng thương anh ấy nhiều hơn. Rồi một lần đi làm về sớm, tôi định qua công ty để cho chồng về cùng, cũng là để tạo bất ngờ cho anh ấy, vì lâu lắm rồi chúng tôi không có dịp đi cùng nhau như trước đây. Chị bảo vệ nhìn tôi đầy thương cảm, rồi úp mở chuyện chồng tôi có nhân tình là cô kế toán cùng công ty. Khi tôi hỏi rõ hơn, chị ấy không giấu giếm mà nói rằng cả công ty đều biết chuyện này. Chồng tôi ngoại tình với cô kế toán, cô này chưa chồng và khá giàu có. Nhớ lại những hành động của chồng trong thời gian gần đây, tôi càng không thể không nghi ngờ. Tôi đã hỏi thẳng chồng, mới đầu chồng tôi còn quanh co, nhưng sau thì anh ấy thừa nhận chỉ lợi dụng cô ta về kinh tế. Hai vợ chồng tôi cãi nhau to, tôi nói không cần nhận thứ tiền mà chồng kiếm được bằng cách đó, cứ sống như cũ cũng không có vấn đề gì. Lúc này thì chồng tôi mới nói thẳng, anh ấy không thể quay về cuộc sống như cũ được. Nếu như tôi không chấp nhận được thì hãy chia tay. Anh ấy bỏ đi đến nay đã 3 tháng, chưa một lần nào gọi về, hỏi thăm mẹ con tôi ăn ở, rồi tiền thuê nhà cửa, rồi học hành của các con như thế nào. Tôi vẫn đợi chồng quay về để nói chuyện một lần cho xong. Nếu như không thể ở với nhau được nữa thì tôi sẵn sàng giải phóng cho anh ấy. Nhưng chồng tôi phải có trách nhiệm với các con, một mình tôi không thể xoay sở để nuôi cả hai đứa. Nếu như không có hai đứa con, tôi không biết mình sẽ sống như thế nào trong tình cảnh như thế này. Dòng tâm sự thứ hai, mỗi tháng chồng cũ gửi 10 triệu để nuôi con. Tình cờ biết được thu nhập của anh ấy, tôi đã năn nỉ tái hôn. Biết được thu nhập của chồng cũ, cả đêm đó tôi không tài nào chợp mắt được. Sáng hôm sau, tôi liền đến năn nỉ anh để tái hôn. Tôi và Tuấn được bạn bè giới thiệu. Anh khá đẹp trai, nhưng tính tình hơi hướng nội, không thích nói nhiều. Nhưng tôi cũng chẳng mấy quan tâm. Nói đúng hơn là tôi bị vẻ bề ngoài của Tuấn hấp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên, nên hai đứa nhanh chóng hẹn hò. Sau gần một năm yêu đương, Tuấn dẫn tôi về ra mắt gia đình, nhưng bị mẹ anh ấy phản đối dữ lắm. Nguyên nhân là do tôi xuất thân tỉnh lẻ, gia đình lại nghèo khó, trong khi nhà anh ấy ở thành phố, làm ăn buôn bán và rất có điều kiện. Tuy nhiên, Tuấn kiên quyết lấy tôi cho bằng được, nên mẹ anh ấy đành phải gật đầu, chấp thuận cho tôi làm dâu. Bởi vì Tuấn là con một, bố anh ấy lại mất sớm, nên sau khi cưới, hai vợ chồng tôi đã dọn về ở chung với mẹ anh để tiện bề chăm sóc. Nhưng vốn đã không thích tôi từ trước, nên dù tôi có làm gì cũng không vừa lòng mẹ chồng. Bà thường xuyên làm khó, xét nét tôi đủ đường. Ngay cả khi có cháu nội rồi, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vẫn không được cải thiện một chút nào. Mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng ngày một lớn dần, kéo theo khoảng cách giữa hai vợ chồng cũng dần xa cách. Khi con trai tôi được 2 tuổi, vợ chồng tôi ngày càng có nhiều bất đồng, nên Tuấn đã lên tiếng đòi ly hôn. Trong lúc chán nản, tôi đã đồng ý ngay. Sau khi chia tay, tôi một mình nuôi con. Tuấn cho tôi 300 triệu trước khi ra khỏi nhà. Đồng thời, anh ấy hứa mỗi tháng sẽ gửi 10 triệu để chu cấp nuôi con. Cuộc hôn nhân của chúng tôi như thế kết thúc một cách nhanh chóng. Mới đó mà đã 2 năm trôi qua,
Từ ngày ấy đến bây giờ, tôi được khá nhiều đối tượng theo đuổi. Nhưng vì sợ con trai chịu thiệt thòi, nên tôi không dám đi bước nữa. Một phần là vì tôi vẫn còn nhớ nhung đến chồng cũ. Tuy nhiên, vì cái tôi cá nhân quá lớn, rồi vì sợ mẹ anh, và hơn nữa, anh cũng chẳng đối hoài gì đến tôi, ngoại trừ anh hỏi han đến con trai, nên tôi cũng chẳng dám mơ mộng đến chuyện nói lại tình xưa. Chỉ duy nhất có một việc, anh làm đều đặn, đó là mỗi tháng anh gửi cho tôi 10 triệu đồng để nuôi con. Cách đây một thời gian, tôi vô tình gặp lại bạn thân của Tuấn khi anh ấy đưa con đi siêu thị. Chồng cũ của tôi và người bạn này rất thân thiết. Trước đây chúng tôi cũng từng gặp nhau mấy lần, nên bây giờ khi gặp lại, chúng tôi có chào hỏi và trò chuyện cùng nhau. Hỏi han một lúc, thấy tôi trách móc chồng cũ ít khi nào đến đón con đi chơi, thì anh ấy đã buột miệng và nói rằng Tuấn thật sự là một người đàn ông rất tốt. Bây giờ nó chỉ kiếm được 15 triệu đồng mỗi tháng, mà nó đã đưa cho em hết 10 triệu, chứng tỏ nó rất quan tâm đến mẹ con em đấy. Chẳng qua là vì nó quá bận bịu nên mới như thế. Tôi thật sự ngỡ ngàng. Trước đây thu nhập của Tuấn đâu đến nỗi này, sao bây giờ chỉ kiếm được 15 triệu đồng mỗi tháng cơ chứ? Hỏi ra thì mới biết, sau khi chúng tôi ly hôn không lâu, mẹ Tuấn ngã bệnh nên không thể buôn bán kinh doanh được nữa. Tiền tiết kiệm của bà và Tuấn trước đây đều dùng hết vào việc chữa bệnh, trang trải viện phí và thuốc men nên cũng đã cạn dần. Bởi vì chồng cũ là con một nên khi mẹ anh ngã bệnh, anh không thể đi làm xa nhà hay tăng ca như trước được nữa nên thu nhập giảm sút rất nhiều. Mỗi tháng anh chỉ kiếm được 15 đến 16 triệu đồng và anh chỉ giữ lại vài triệu để chi tiêu và chăm lo cho mẹ bệnh. Còn lại anh gửi hết cho tôi và con trai. Sau khi biết được chuyện này, cả đêm đó tôi không tài nào chợp mắt được. Cuối cùng, tôi nhận ra bản thân mình còn yêu thương anh ấy rất nhiều, nên tôi đã đến năn nỉ chồng cũ để tái hôn. Chúng ta tái hôn được không anh? Em cần anh và con cũng cần anh. Em sẽ thay anh chăm sóc mẹ. Bây giờ mẹ như vậy rồi, chắc chắn không thể khắt khe với em được nữa đâu. Chồng cũ nghe tôi đề nghị tái hôn thì mừng lắm. Anh ấy liền đồng ý ngay và hứa từ nay sẽ trân trọng tôi. Về phía mẹ chồng, khi thấy tôi dẫn con trai quay về, bà đã bật khóc và xin lỗi tôi về những chuyện trước đây. Thật ra khi đề nghị tái hôn với chồng cũ, tôi vẫn còn chút e dè về mẹ anh. Nhưng khi thấy bà nằm một chỗ và hối lỗi như vậy, tôi cũng không còn giận bà nữa. Dù gì, bà cũng là người sinh ra chồng tôi, cũng là bà nội của con trai tôi. Tôi và bà có hòa thuận thì nhà cửa mới yên ổn được. Chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua đi mà thôi. Như vậy là Tasha vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, Tasha cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những dòng tâm sự tiếp theo. Xin mến chào.